rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello, hello everybody, welcome to Health VKT. Thì xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta lại có một con game đào mộ mà khá là hay. Chứ là nhiều bạn mới thì chưa biết, hôm nay Health up là cho nhiều bạn chơi lại ha. Ok, thì bây giờ hướng dẫn các bạn đăng ký cái. Bấm vào đây. Rồi các bạn nhập hộp hư email tào lao gì cũng được. Ví dụ như bấm tào lao đi nọ à, để cho các bạn biết là bấm cái giống gì cũng được hết đó. Rồi ok, ở đây chúng ta nhập mật khẩu. Rồi à, vậy là đăng ký thành công vào game. Rồi chúng ta sẽ thấy có tiếng Anh không đúng không, nhưng mà chúng ta sẽ thấy có tiếng Việt. Ở đây là bảng ninja chiến toàn quốc ha. Đây là có server mới không ta? Server 1, server 2, server 40 mấy, server 70 mấy. 71 là server mới nhất, ok. Con game này Việt hóa nha các bạn. Server này server quốc tế, có bản Việt hóa cho anh em mình chơi luôn. Và free code rất là nhiều. Anh em nào đã xem theo video của Health VKT lâu rồi thì chắc các bạn biết con này. Vừa vào thì chúng ta đã thấy một trận đánh ha. Vâng, đệ nhất. Rồi gì ông Hokage của làng đá, làng gì á? Bác làng làng gì quên mẹ nữa nè. Tự nhiên quên luôn á thiệt. Đây là đệ tam nè, đệ nhất nè, đệ nhị nè, đệ tam nè. Bà này là của làng sương mù. Ông này là làng gì quên tên rồi trời. Làng gió hay làng gì quên rồi, không nhớ luôn. Yêu là yêu chỉ thế thôi. Rồi đặt tên. Yêu là người chọn ông vui vẻ. Shikamura hả? Ok, tiếp theo là ai đây? Naruto. Game rất là hay nha các bạn. Bạn nào đã từng, nói chung là đã theo dõi Health VKT nhiều rồi thì các bạn đã biết con này ha. Còn bạn nào mới thì chúng ta xem lại ha. Vài tháng rồi chúng ta không chơi con này, hôm nay Health up lại. Không, chúng ta chọn avatar, chúng ta muốn đổi ai thì đổi, tắt âm thanh, mở âm thanh. Viết code nhập ở đây, rồi số ID, tài khoản, rồi bỏ. Rồi ở đây là mua thịt. Đó, đây là nhiệm vụ hàng ngày. Sẽ có kinh nghiệm, ASAP, ở đây là phó bản, rồi chiến tiếp. Ở đây không có chức năng hot rồi hả ta? Lâu lắm rồi mình không quay lại với con này ha. Chắc cũng khá lâu rồi. Hôm nay chủ nhật đạo mộ nó lợi cho các bạn chơi ha. Hổm rài mình quên bén nó đi, quên up lại cho các bạn ở nhà chơi tránh Covid. Bây giờ mình sẽ lướt qua những nhiệm vụ đầu game ha.
Sharingan gì đó. Khoái coi cái bản đầu của nó hơn. Bản con nó không thích coi. Ok, kia mà xong rồi. Bích Duyên rồi. Ok, xong cái nhiệm vụ đầu game chính tuyến rồi hả? Bây giờ mình đi lướt xem nó cho cái gì. Ở đây là nó cho chúng ta là VIP 8. Thì VIP thì các bạn có thể cày cuốc ha. Cài ở đâu thì để theo hướng dẫn luôn. Đây là login. 3 ngày chúng ta sẽ rẽ được là tiên nhân cốc nè. 5 ngày chúng ta sẽ được Ochimaru. Và 7 ngày chúng ta sẽ được Tsunade. Rồi ở đây là 7 ngày gì nữa nè. Online 7 ngày nhận được điểm. Đây là 6 ngày. Đây là level. Đây là ninja gì đó. Rồi điểm VIP chúng ta lấy đâu? Điểm VIP chúng ta sẽ lấy ở hàng ngày ha. Đây. Đây nè điểm VIP nè. Đó. Full 1 ngày là được 400 hả ta? 400 điểm VIP. Khá ngon. Khá ngon đấy nha các bạn. Full 1 ngày là được 400 điểm VIP. Ok, điểm VIP thì để heo xem. 400 điểm thì đây 5 ngày chúng ta sẽ lên được VIP 9 rồi. Khá là ngon. Ước gì game kia nó được giờ chúng ta nhận quà VIP. Nhận quà VIP chúng ta sẽ có được 10.000 kim cương. Đó. Đây là nhiệm vụ heo nhận hết cho các bạn xem ha. Rồi, chúng ta nhận cái này ninja mới. À nạp chúng ta sẽ có được con này con gì vậy? Itachi. Đúng rồi, Itachi. Bản xếp hạng chiến lực. Ok, server cũng khá lâu. Đây là vòng quay ha. Chút mình sẽ để có mã code cho các bạn nhập ha. Khá nhiều cái mã code luôn nha các bạn. Ok. Đây là event. Cái event tiêu kim cương đâu ta? Có cái event tiêu kim cương ha. Không biết là cái nào. Đây là top up hình như là nạp. Không biết nữa. À, đây nè. Event tiêu kim cương nè, 40.000 được mảnh Nagato ha. Đủ ngon đó. Ok, lấy Nagato thử ha. Bây giờ heo sẽ nhập code. Rồi trước khi nhập mã code thì chúng ta kiểm lại ha. Chúng ta là có 10.000 kim cương, VIP 8. Vé quay thì chưa có gì hết. Đó, ok, bây giờ mình nhập mã code, bấm vào nhân vật. Có chữ nhập mã code nè. Game này nó Việt hóa nên cũng dễ chơi lắm các bạn ơi. Đó, nhập nè ha. Có khoảng 20 cái mã code thì bây giờ heo nhập hết cho các bạn xem. Mà nhập cũng khá lâu. Ok, bây giờ heo sẽ nhập hết xong rồi heo quay tiếp ha. Vừa nhập vừa quay cũng hơi bị rườm rà, mệt mỏi. Ok, để heo nhập hết cho các bạn xem. Ok, bây giờ mình còn một mã code cuối nè. Nhập nãy giờ cũng nhiều rồi ha. Đó, khá nhiều rồi đó. Thì nhập một hồi thì chúng ta vào ba lô chúng ta xem lại. Chúng ta có 100 mảnh này. 100 mấy mảnh này. Số ít vậy ta. Mảnh này không thấy. À, mảnh này là phải quay cái này ha. Còn cái mảnh này thì này vòng quay thường nha các bạn. Phải không ta?
Đâu, Nagato là tướng VIP mà. Vòng này mới thường nè. Đúng rồi, vòng này mới thường nè. Còn vòng quay may mắn lại ra cái thẻ thường. Nó để sách tào lao dễ sợ. Ok, tao quay vòng này trước đi. À, quên cho các bạn xem. Là hồi nãy giờ ăn là chúng ta lên được 20.000 kim cương ha. Ăn thêm được 10.000 kim cương nữa. Rồi bây giờ mình sẽ quay hết luôn cho các bạn. Ở đây thì chúng ta chưa có. Ở đây vòng quay này chúng ta sẽ có một số tướng cũng gọi là kha khá VIP ha. Ví dụ như là Kakashi nè, tướng Tăng, rồi ai nữa? Kakashi rồi ai nữa trời. Má nhập cái này cực lắm, lâu lắm. Yuga này cũng Yugo này cũng bá lắm ha. Nè, Obito lục đạo. Này cũng ngon, Obito cũng ngon đó các bạn. Đây là Sasuke hả? Sasuke chắc chưa lên lục đạo đâu, mới có ấy à. Quay cái này là cũng hơi chua luôn đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ mở server này, server quốc tế ha, nó rất là mạnh nên các bạn muốn auto thì auto ha. Thì các bạn auto thì đừng có mà nói là heo VKT suối là được rồi ha. Thì chúng ta auto trong âm thầm và lặng lẽ thôi. Nãy giờ sao Sasuke sao khó ra vậy ta? Không biết đủ mảnh của nó không nữa. Chúng ta còn lại 60 thẻ. Hình như là Nagato hay gì á. Cái phần 1 này mình đánh giá cao hơn nha các bạn. Còn cái phần mà của Obuto gì đó, phần gì con đó đó, mình không có thích cho lắm. Nó sao sao á các bạn. Hay là mình quen với Naruto rồi bây giờ mình coi con nó mình không thấy đã gì hết. Mà kết cục của bộ phim cũng hay các bạn. Cuối cùng thì con nhỏ gì quên tên rồi. Con nhỏ gì thành với Naruto đó. Cũng dễ thương. Con bé nó hiền. Còn con nhỏ gì thích thằng Sasuke đó. Hồi nó dữ như quỷ. Sắp rồi. Mở cái này lâu như quỷ. Mà cái vòng quay này, vòng quay là thấp nhất trong các vòng rồi đó các bạn. Vòng quay VIP còn ra đỡ ha. Rồi cái 6 vòng quay, mình thấy 6 vòng quay ra nó đồ nó ngon hơn cái này á chứ ta. Mà tại sao lại nó không cho ta? Hay là tại vì nó dở quá nó không cho gì, hay là hay quá nó không cho gì. Nó cho vòng giữa và vòng quay VIP. Sắp hết rồi. Ok, mình chuyển qua vòng này luôn. Ở đây là hồi nãy được 100. Nhưng mà quay một chút thì nó lên cho chúng ta được là một thêm 20 thẻ nữa ha. Đó. Cái vòng này là mình đánh giá là yếu nhất ha. Nhưng mà tại sao lại là nó cho vòng này là được thứ nhì ta? Hay tại vòng này có kim cương nè. Kim cương rồi điểm các loại nè. Rồi vàng nữa chứ. Này là thầy gai nè. Đúng không? Cái ông thầy mà thể dục đó các bạn. Mà mình đánh ông này đánh yếu lắm các bạn, giống như là lên nộ xong cái chết vậy đó, tào lao.
Thôi để lướt qua chứ ngồi mở về lâu lắm. Ok, sau khi mà mở xong hai cái này rồi thì bây giờ mình vào cho các bạn xem. Ở đây thì nãy giờ chúng ta được 75 hồn Naruto tiên nhân ha. Và 75 hồn của Jugo, 65 hồn của thầy Kakashi. Ủa vậy đâu có đủ mở đâu. Thu thập 80 mảnh mới đủ mở mà. Ở đây là 75 mảnh của Uchihara hả? Ồ. Ở đây thì Obito lục đạo được 40 mảnh. Còn ở đây thì Sasuke được 40 mấy mảnh. Và cái thằng gì nè, quên tên rồi. Tên đọc cũng khó quá. Đây là thầy gai được 100 mảnh. Vãi tức. Ba mươi mảnh là triệu hồi được nha bạn. Cũng được tạm. Rồi ok. Bây giờ nãy chúng ta quay là chúng ta được thêm 23 mảnh của này nữa ha. Mảnh này là mình thấy có đáng giá nhất nè các bạn. Đù Nagato. Hy vọng là được full Nagato ha. Với lại cái này nó cũng ra ngọc nữa nè. Cái vòng quay này là mình cảm thấy là nó đáng giá nhất này nha các bạn. Đó, ra kim bảo nữa, kim cương nữa. Thì nó đang có cái event tiêu kim cương ra Nagato á. Nói chung thì Nagato rất là ngon nha, một mình nó cân hết nha. Nên là mình sẽ xem xét việc là tiêu kim cương để mà lấy Nagato. Dù có phải là tiêu hết kim cương đi nữa cũng là lấy Nagato về test ha. Ok, rồi không đủ. Đây là được nãy giờ là được thêm mười mấy nữa nè. Là được 34.000. 34.000. Hết rồi. Bây giờ chúng ta mở. Mở thì chúng ta sẽ có cái kim cương của cái nhiệm vụ hay cái gì nó quên mẹ nó rồi. Nhưng mà chút thì chúng ta tính này là sai. Còn Hinata. Rồi đây là triệu hồi Rinnegan nè, Rinnegan của Sasuke. Rồi tiên nhân Naruto, cục mẹ nó cánh tay. Cánh tay thành người máy. Đây là Obito. Toneri hả? Sao không có cái sao mình không có cái gì gọi là ký ức về em đó hết vậy ta? Đấy, Obito lục đạo. Ồ, thiếu 10 mảnh đậu xanh con cóc. Thầy gai, gai đâu rồi? Ủa, gai, gai đây, ok. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có thầy Kakashi. Đâu rồi, đủ không ta? Ok, bây giờ shop là chưa mở nè, đâu rồi? Shop là chưa mở được. Mà ở đây thì chúng ta có event, đang có event tiêu nè. Xài thử coi nó nằm ở đâu ta. Ok để xài thử coi. Xài thử kim cương. Kim dạ cương. Đây event. Đã tiêu. Đây nè, tiêu phí nè các bạn. Tiêu phí thì chúng ta sẽ có được mảnh của Uchiha gì
Uchiha với 30 mấy, thiếu 6 ngàn là lụm luôn 150 mảnh của Nagato rồi, nhưng mà cũng được ha, nói chung thì cũng ngon đó. Nên bây giờ là chắc heo sẽ đi lấy Nagato rồi, thì các bạn tải game chơi ha. Ok thì đội hình cũng khá khá như vậy, bây giờ vào đánh một trận cho các bạn xem cái. Đây đội hình ha. Rồi, kiếm em này nữa, đẹp luôn. Không, đây nè, Obito cái gì à? Naruto lục đạo. Nó lộn thì cái gì à? Ờ đúng rồi, lục đạo. Chậm ha, quay chậm. Đó. Kakashi sẽ làm tăng ha. Tướng tăng. Đó. Ồ, hàng sau nhiều dữ bay. Rồi, ok, thôi các bạn tải game chơi ha. Rồi, bây giờ heo cũng chơi thôi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Nhớ like và share ủng hộ heo VKT nha. Anh em nào chưa đăng ký, nhớ đăng ký kênh ủng hộ ha. Để có video mới nhất thì các bạn nhận được thông báo. Ok, bye bye, chào tạm biệt.